Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình. Và rất nhiều anh em hỏi tôi là sao mà ạc của anh lâu rồi không thấy tiêu kim cương. Thì tôi cũng trả lời anh em luôn đây, ạc của tôi đây còn 52.000 kim cương đây. Nhưng mà tại vì Vina Game nó không ra cái vòng quay mới rồi. Bảng xếp hạng thì toàn hack anh em ạ. Thì quay làm gì anh em ạ? Đây anh em xem này. Trong top 10 thì toàn hack thôi ạ. Toàn phó thủ tướng rồi chủ tịch nước ạ, bố trưa này thì chơi bời cái gì anh em ạ. Thì tôi xem bảng tiêu phí này. Rồi bảng tiêu phí thì ngày hôm nay người tiêu nhiều nhất cũng 33.000 kim cương anh em ạ. Chả có sự kiện gì. Bách cả trưởng. Đây bảng xếp hạng tiêu phí tháng. À có trên bảng này thì có hai ông, một ông số 1 với ông số 4 là đều clan tôi nha. Đều rất đại gia. Tháng này tiêu có hơn 200.000 kim cương thôi ạ. Đây ông Jesus này clan tôi này. Level có 73 thôi anh em ạ. Tháng này tiêu cũng hơn 200.000 kim cương. Ông Nam Khoai To thì cũng 201 thôi. Ông này thì tiêu gọi là vô tội vạ anh em ạ. Chả sự kiện gì tiêu. Chả biết ông ấy dùng tiền để làm cái gì. Rồi nhân tiện về nói về cái chuyện clan thì hôm nay tôi cũng có thông báo luôn cho anh em nhé. Là hôm bữa thì em chủ clan DK Gaming có inbox tôi là muốn mua lại clan tôi anh em ạ. Thì giá cả thì đấy là chuyện bí mật anh em ạ. Thì tôi thì không phải là như ông chủ clan King bán lấy tiền đâu anh em ơi. Tôi đang định mua lại một trong những clan trong top 10 anh em. Nhưng mà tại vì chưa mua thành công thì tôi cũng chưa dám nói là mua của clan nào nhé. Không thì sợ mấy thành viên clan đấy lại chửi sấp mặt ông chủ clan ra thì lại mệt anh em ạ. Đấy clan tôi thì đang level, đang hạng 73 thôi. Ngày nào cũng tăng hạng nha anh em nha. Nói chung là cũng khá là ok. Nếu mà mua thành công clan trong top 10 thì tôi sẽ chuyển hết thành tiền clan tôi về clan đó. Tôi bán lại clan này cho clan DK Gaming nha anh em nha. Rồi nhân tiện thì tôi cũng thông báo với anh em một số chuyện nữa. Anh em ạ, tôi vừa mới mua thêm một kênh YouTube nữa nha anh em nha. Đây kênh này anh em ạ, kênh có hình một có hình hot girl ở đằng trước này, kênh Nam Khoai To nhé, tôi vừa mới mua lại. Kênh này thì có 3.965 người đăng ký. Thì kênh này tôi mua lại không phải mục đích để làm clip bán ạc anh em nhé. Kênh này tôi mua để cho tất cả anh em nào trong clan tôi. Rồi tôi đang cần tuyển một số tem bắn hay xíu vào trong clan tôi anh em ạ. Không cần đổi tên nha anh em nhé. Anh em nào có hứng thú thì vào. Anh em có thể tự làm clip và đăng lên cái kênh này anh em ạ. Kênh có 3.965 người đăng ký rồi. Thì anh em có thể tự đăng ký. À quên, tự úp clip lên. Và nói chung là úp clip lên với tên tem của anh em. Hoặc là tên của anh em nào mà bán hay thì tự làm clip cũng được. Tôi sẽ úp hết lên kênh này để cho anh em xem và giao lưu. Nói chung kênh này chỉ để làm để cho anh em chơi CF giao lưu với nhau thôi anh em ạ. Chứ không liên quan gì đến kênh kia. Không phải như là kênh CF LVH là kênh riêng của tôi anh em ạ. Thì kênh này tôi cũng vừa mới mua lại thôi. Chưa đổi tên nhé anh em nhé. 3.965 người đăng ký. Đó anh em nào vào xem thì còn thấy đây là súp thật nha anh em nha. 3.960. Tôi cũng vừa mới úp có 1-2 clip thôi, gọi là úp để giữ kênh thôi chứ cũng chưa đăng cái gì. Rồi đây ID clan tôi thì anh em nào mà vô thì có ID inbox Zalo tôi nhé. Tôi gửi cho ID. Anh em vô thì không cần đổi tên đâu, tôi chỉ cần một vài tem cứng vô clan thôi. Anh em cứ giữ nguyên tên của anh em cũng được. Anh em nào muốn làm clip thì úp lên cái kênh tôi vừa mới cho anh em xem ấy. Rồi hôm nay thì tôi cũng chỉ chia sẻ với anh em một số điều thôi. Anh em nào thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh tôi nhé. Tạm biệt anh em.